quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Tú, sinh năm 1978, thường trú tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tỉnh An Giang, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết quả điều tra, Tú đến tỉnh Bình Dương mua 2 bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành răng hàm mặt và công nhận danh hiệu bác sĩ răng hàm mặt mang tên Vũ Xuân Tú tại Thanh Hóa. Sau đó, Tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả trên để được Sở Y tế Thanh Hóa cấp cho Tú chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và làm răng hàm giả. Sau đó, Tú đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Nha khoa Công nghệ Cao An Giang do Tú làm giám đốc, đồng thời cũng là bác sĩ chịu trách nhiệm về chuyên môn tại phòng khám. Đoàn thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang tiến hành thanh tra phòng khám Nha khoa Công nghệ Cao An Giang, phát hiện Tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả. Quá trình điều tra, Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.